quay này chắc phải quay thành 2 đợt hoặc 3 đợt gì đó, Ngân nhớ không lầm. Cảnh đó là cảnh mưa nên bắt buộc những cảnh tông xe, những cảnh dựng rồi cận của người này, trung của người kia thì đều phải dưới mưa hết. Thì chắc Ngân với anh Trôn là phải ngâm nước chắc 2-3 đêm liên tục vậy đó, tới sáng không à. Quay rất là cực, tại vì nó chính là cái mấu chốt của tất cả những cái tập phim phía sau. Góc nhìn của camera, góc nhìn của Thiên Ngân, xong rồi cái nhìn của Võ Cảnh, cái nhìn của Dương Vũ, cái nhìn của Bảo Ngọc. Cảnh đó lên rất là đẹp, Ngân thấy là cái thành quả nó xứng đáng. Cái gì cũng vậy, phải có hy sinh thì mới có được những cái quả ngọt. Đó, hy vọng khán giả xem, khán giả sẽ thích bộ phim và yêu bộ phim, yêu nhân vật của phim luôn. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VOON.